Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thông tin khoa học công nghệ tuần này. Chương mục do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Thưa quý vị, tại tòa nhà Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác Hạ tầng Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình giao lưu giới thiệu công nghệ sản xuất sản phẩm tạo sáng Spirulina của thương hiệu Glory vì sức khỏe cộng đồng sản phẩm do Viện Công nghệ xuất nhập khẩu ASEAN hợp tác nghiên cứu thương mại cùng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Bách Diệp, sáng lập bởi ông Trần Đăng Hải, người con quê hương Đại Lộc, Quảng Nam. Tảo xoắn Glory được biết đến là thực phẩm có chứa hơn 100 vi chất dinh dưỡng phục vụ sức khỏe con người là loài vi tảo màu xanh có kích thước 0,1 đến 0,3 mm, được các nhà khoa học trên thế giới chứng minh có mặt trên trái đất 3 tỷ năm. Tuy ở Việt Nam chưa được phổ biến nhưng tại nhiều nước tiên tiến chú trọng nghiên cứu phát triển phục vụ cho người dân. Doanh nhân Trần Đăng Hải, quê hương Đại Lộc, là một người tâm huyết phát triển nhiều lĩnh vực cho quê hương và đất nước. Vì thành lập công ty bách Diệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Thiên Hải nhằm phát huy nhiều thế mạnh về dược liệu hơn đến từ Quảng Nam và Việt Nam kết hợp cùng tạo xoắn cho ra nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện tạo xoắn Clotry đang nuôi trồng sản xuất tại Ghi Linh, tỉnh Lâm Đồng, kỳ vọng với kết quả đạt được tập đoàn Thiên Hải trong tương lai sẽ về với quê nhà Quảng Nam nghiên cứu phát triển vùng trồng nông nghiệp công nghệ cao không chỉ thảo xoắn cloxy mà còn định hướng phát triển dược liệu quý trong đó có sâm ngọc linh với nhiều sản phẩm thương mại trong và ngoài nước tại thành phố Hội An vì theo Quảng Nam vừa chính thức khai trương dịch vụ mạng 5G mạng 5G non standalone được Viettel triển khai thành công năm 2019. Tuy nhiên, 5G standalone mới là mạng 5G thực sự và độc lập hoàn toàn so với công nghệ 4G hiện tại. Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700 megabit đến 1 g mỗi giây, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả hai nền tảng kiến trúc 5G non-standalone và 5G standalone. Viettel cũng công bố 11 gói cước trả trước và 8 gói cước trả sau dành cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt với 5 g Viettel, mỗi khách hàng sẽ có một không gian số của riêng mình. Tất cả các gói cước 5G đều được Viettel miễn phí, lưu trữ cloud và dịch vụ xem truyền hình TV 364K. Khách hàng sở hữu điện thoại hỗ trợ 5G có thể sử dụng ngay dịch vụ mà không phải đổi SIM. Dịp này, việc theo Quảng Nam triển khai gian hàng trải nghiệm 5G như truyền hình tương tác thực tế ảo, video 4K trên TV 360, mạng di động 5G đầu tiên tại Việt Nam, tốc độ gấp 10 lần, không độ trễ, tương tác hỏi đáp với người ảo AI human Thưa quý vị và các bạn, cây tràm gió là loại cây mọc phổ biến tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, Thế nhưng chiết xuất tinh dầu tràm để phục vụ trong y học là điều ít ai làm được. Tại vùng cá xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, chị Bùi Thị Nguyệt sau nhiều năm mày mò, tự học và nghiên cứu đã cho ra sản phẩm dầu tràm linh vũ được thị trường yêu thích. Dầu tràm linh vũ là sản phẩm ô cốt 3 sao của tỉnh Quảng Nam và đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu ưa dùng. Câu chuyện khởi nghiệp của chị Bùi Thị Thu Nguyệt bắt đầu từ năm 2015 trong một lần đến Huế, chị ấn tượng với cách nấu dầu tràm của người dân nơi đây. Bằng cách thu mua lá tràm từ Quảng Nam để mang ra bán cho các lò nấu tại Huế, chị dần học được cách chiết xuất tên dầu và về quê tự mở cơ sở sản xuất. Thương hiệu dầu tràm Linh Vũ ra đời từ đó. Với điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt, cây tràm gió trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho ra sản phẩm có màu trắng trong suốt, công dụng hiệu quả hơn so với các sản phẩm sản xuất tại các địa phương khác cái chất lượng tinh dầu của quảng nam mình á nó thì nó riêng biệt nó không giống như những cái tỉnh thành khác thì cái màu là mà nó tráng trong và cái mùi á, nó không mình không có thể nổ lái cái vùng nguyên liệu ở chỗ khác để thay thế của cái, cái địa phương của cái tỉnh mình nên là buộc là mình phải nhang ra là cái cây trồng gió cái cây trồng cây đầu vàng cây trồng gió bóng địa để mình là phục vụ ở trên tại quê hương của mình không chỉ bán cho các cơ sở y tế, bệnh viện trong tỉnh, gần đây thông qua các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, dầu trầm linh vũ được bán rộng khắp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Để giải quyết bài toán nguyên liệu đầu vào, Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình kịp thời hỗ trợ 250 triệu đồng để phát triển vùng nguyên liệu tại chỗ. Cơ sở này cùng với người dân địa phương liên kết sản xuất. Từ 5 hecta trồng cây màu, ông Trần Hữu Lự mạnh dạng chuyển đổi sang trồng cây tràm gió. Khi mà chuyển đổi cây này, á rồi nhiều người dân xung quanh cũng nói là ông 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 nổi ông làm chi mà ông không biết đường ông nổi cái đường làm đất làm nông nghiệp mà chuyển qua làm cây uh, dược liệu thì tôi đạt báo đạt đài được cũng qua tư vấn cái số uh, uh, cái các cái nhà đầu tư vào ấy, thì tôi thấy rất là có hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ của huyện Thăng Bình, chị Bùi Thiện Nguyệt đã phát triển vùng nguyên liệu liên kết sản xuất với khoảng 20 hộ dân. Với thị trường ổn định như hiện nay, mỗi năm cơ sở dầu tràm Linh Vũ có thể bán ra thị trường khoảng 1.000 lít dầu tràm, mỗi lít trên 3 triệu đồng, tương đương với khoảng 250 đến 300 tấn lá nguyên liệu. Mở rộng vùng nguyên liệu để mở rộng thị trường là mục tiêu hướng đến của cơ sở dầu tràm Linh Vũ. Bây giờ có nhiều cái mối để xuất khảo, nhưng mà mình không có vùng nguyên liệu nên mình không thể nhận được nay mục tiêu sắp tới của tôi đó là phải trồng mở rộng vùng nguyên liệu để sau đó là lồng nhà máy chế biến để xuất đi nước ngoài luôn. Tại vì mình cũng đã có máu sản rồi, nhưng mà mình không có vùng nguyên liệu nên mình chưa lồng được. Không ngừng cải tiến chất lượng, mẫu mã các sản phẩm, dầu tràm linh vũ vinh dự được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu ưa dùng, được người tiêu dùng bình chọn top 100 thương hiệu sản phẩm dịch vụ nổi tiếng tại Việt Nam và mới đây nhất là giải thưởng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên. Chương mục thông tin khoa học và công nghệ đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.